Bản tin tiếp theo cho biết Sở thú Bronx đã cho biết cặp xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Theo kết quả từ phòng thí nghiệm thú y quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, con cọp cái Nadia, 4 tuổi, sống tại sở thú Bronx thuộc New York, đã xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Các viên chức cho biết đây là lần đầu tiên một động vật ở Hoa Kỳ được cho là bị nhiễm bệnh viêm phổi do virus Vũ Hán gây ra. USDA cho biết họ lấy mẫu nghiệm xét nghiệm của con cọp Nadia để tránh đánh giá sau khi một số sư tử và cọp sở thú Bronx thể hiện các triệu chứng của căn bệnh viêm phổi. Sở thú Bronx cho biết Nadia và một con cọp khác mang tên Azu và hai con cọp thuộc giống Amur và ba con sư tử châu Phi bị ho khan và mất cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, các chuyên gia thú y khẳng định chúng sẽ khỏi bệnh. Vào tối Chủ nhật ngày 5 tháng 4, sở thú Bronx đã đăng tải thông tin về cọp Nadia trên trang Twitter và nói rằng xét nghiệm được thực hiện lên con vật này được thực hiện trong phòng thí nghiệm của trường đại học thú y, khác với xét nghiệm được thực hiện lên con người. Các viên chức y tế cho biết sư tử và cọp ở sở thú Bronx bị bệnh viêm phổi do tiếp xúc với một nhân viên của sở thú bị nhiễm virus Vũ Hán, nhưng không có triệu chứng. Sở thú Bronx đã đóng cửa từ giữa tháng 3. Con cọp đầu tiên bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh vào ngày 27 tháng 3. Các viên chức cho biết không có con vật nào khác trong sở thú có triệu chứng bị nhiễm virus Vũ Hán. Vào cùng ngày, USDA ban hành một thông cáo báo chí và cho biết không có bằng chứng cho thấy động vật đóng vai trò trong việc truyền nhiễm virus Vũ Hán sang con người, ngoại trừ vụ nhiễm bệnh ban đầu tại một chợ thực phẩm sống ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ngoài ra, cũng không có bằng chứng cho thấy bất kỳ con người nào bị nhiễm virus Vũ Hán từ thú cưng của họ, bao gồm chó và mèo. CNN trích dẫn khuyến cáo của Hiệp hội Y khoa Thú y Hoa Kỳ và CDC đã yêu cầu người bị nhiễm virus Vũ Hán nên hạn chế tiếp xúc với động vật.